Và chúng ta sẽ trở lại phần tâm tình cùng bác sĩ, cũng như nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc có thể gọi vô số điện thoại 714 893 3264, là số điện thoại trên màn hình, để có thể trực tiếp hỏi bác sĩ. Xin mời bác sĩ tiếp tục. Cảm ơn Timothy. Thưa quý vị, trong phần cuối thì chúng ta sẽ nói một chút thêm về những cái bướu lành. Thì khi chúng ta phát hiện một cái bướu dù ở tình trạng 3 cm, 2 cm hoặc 5-7 cm mà trong thời kỳ mãn kinh, dù rằng những cái test thủy máu là bình thường, thì hiếm khi chúng ta dừng ở đó. Thường thường chúng ta, quý vị cũng biết là tất cả những thử nghiệm trong ngành y khoa đều có những cái xác suất là có bệnh mà không kiếm được, hoặc là test thử ra negative, tức là bình thường. Thì những trường hợp đó là những trường hợp mà chúng tôi bao giờ cũng áy náy cả, nhất là khi người phụ nữ đó đã mãn kinh và còn tương đối trẻ. Tại nếu những cái test đó, những cái thử nghiệm đó mà nó sai, có bệnh mà nó trở lại kết quả bình thường, thì nó cũng khó mà chấp nhận được. Ngay chính người bác sĩ cũng khó mà có thể chấp nhận là chúng ta không làm hoàn toàn cái sứ mệnh của mình đối với bệnh nhân. Thành ra thường thường dù có những cái thử máu mà nó cho thấy là lành, thì thường thường tôi vẫn khuyên là nên soi bụng qua nội soi, để soi cái bụng, nhìn tận mắt coi cái bướu đó nó có thật sự lành hay dữ. Và ngay cả trong trường hợp lành, tức là nhìn thấy nó lành, chúng tôi vẫn khuyên là cắt cái buồng trứng. Và nếu mà quý vị là những người đã mãn kinh rồi, thì thường thường chúng tôi cũng khuyên là cắt luôn cái buồng trứng còn lại. Tại vì quý vị đã biết là theo định nghĩa, khi mà đã mãn kinh, tức là hai buồng trứng đều không còn hoạt động nữa. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng những buồng trứng mà không còn hoạt động nữa, chúng ta giữ nó cũng chỉ là để trong tương lai có cái xác suất dù là thấp bị ung thư của buồng trứng. Mà như ta đã nói lúc đầu, ung thư buồng trứng rất khó kiếm. Thành khi chúng ta nội soi, vì quý vị có một cái bướu trong thời kỳ mãn kinh, thì thường thường chúng tôi khuyên qua nội soi vào coi và cắt luôn hai buồng trứng đó. Ngày xưa khi tôi mới học ra thì họ khuyên: "Ôi thôi, có cái chuyện có cái bướu ở buồng trứng này thôi, đã vào trong bụng luôn cắt hết", tức là cắt vừa dạ con vào buồng trứng. Thì có những bài khảo cứu cho thấy rằng chúng ta không cần phải làm đến như vậy, mà chúng ta chỉ cần cắt hai cái buồng trứng đi, trừ khi nếu mà cái dạ con của quý vị hoặc là tử cung hoặc là dạ con đều cùng một chỉ định, cùng một thứ, thì họ có thể khuyên là cắt luôn dạ con. Nhưng mà với nội soi ngày hôm nay, thì khi chúng ta cắt hai buồng trứng đi, thì cái cơn đau sau khi mổ cũng rất là thấp. Thành ra mổ nội soi chúng ta nên mổ những cái phần mà có vấn đề đó, và để lại những cái chuyện khác nếu không cần thiết thì không nên đụng đến. Với những cái bướu mà lành như vậy mà chúng ta mổ nội soi, thì thưa quý vị, nó chỉ tốn khoảng chừng độ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi mổ, và quý vị đánh thuốc mê. Tuy nhiên quý vị sau khi tỉnh lại, sau khi mổ tỉnh lại, thì quý vị có thể về nhà ngay. So sánh với lại những cái mổ mà phải rạch bụng, trong những trường hợp mà bất khả kháng chúng ta mà mổ bụng, thì thường thường ở lại nhà thương từ 1-2 ngày, 1-2 đêm, có thể chỉ một đêm thôi. Trong trường hợp mà quý vị vẫn còn khó chịu do bị sinh bụng, mổ trong bụng thì thường gây ra sinh bụng sau khi mổ, thì nếu mà có những cái trường hợp như vậy thì có thể được giữ lại thêm 1 ngày. Và tương đối những cái cuộc giải phẫu mà qua nội soi, thường thường thì có thể về nhà ngay, và thời gian hồi sức cũng rất là ngắn, có thể chừng độ 1-2 ngày vì ảnh hưởng của thuốc mê thôi, rồi sau đó trở lại bình thường thôi. Thành ra và những cái cơn đau đó rất là ít, không đau nhiều, vì lý do là những cái vết cắt nó chỉ từ 5 mm cho đến 12 mm. Thành ra tôi thấy là tương đối, khi quý vị có những cái bướu thì quý vị đừng ngại ngùng
khi người bác sĩ quý vị đề nghị phải giải phẫu, và cái đó nó nhiều khi nó cũng là cái mà nó cứu tính mạng của quý vị. Thành ra một lần nữa, khi có biểu trong tuổi mãn kinh, tôi khuyên quý vị nên theo lời bác sĩ. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là đi khám hàng năm về phụ khoa. Và thưa quý vị, nếu không cần phải pap smear vẫn phải khám hàng năm để xem dạ con hoặc buồng trứng có vấn đề hay không. Và cuối cùng nữa, khi biết được bệnh, chữa càng nhanh, và trong trường hợp mà nghe là còn mới đầu, còn chấm nở, cái ung thư còn chấm nở, thì cái sự chữa trị nó dễ hơn nhiều, và cái khả năng quý vị sống sót dùng chemotherapy sau đó cũng rất là cao và tương đối cũng rất là tốt. Còn vài phút còn lại thì tôi sẽ xin nói lại một chút xíu về những cái biếu khác. Ngoài cái buồng trứng thì quý vị có những biếu của dạ con. Thì thường thường biếu dạ con là những cái biếu sơ của thớ thịt của cái dạ con, sau khi biến hóa nó trở thành một cục biếu mà nó có nhiều collagen, thì nó thành những biếu cứng. Và thường thường những biếu đó trong thời gian mãn kinh nó lại teo đi lại. Nó teo đi lại là tại vì thường thường những cái biếu mà sơ của người phụ nữ, anh Timothy, thường thường nó tùy thuộc vào cái chất estrogen, tức là cái tố nữ. Càng nhiều estrogen thì cái biếu nó càng lớn hơn. Thì cũng dễ hiểu là khi trong thời mãn kinh, tức là chúng ta định nghĩa là hai buồng trứng đã không ngưng hoạt động, do đó không còn estrogen nữa. Và vì không còn estrogen nữa, những biếu đó đến khi thời kỳ mãn kinh thường thường lại teo nhỏ lại. Teo lại. Thành ra chúng ta thường thấy là các bác sĩ bảo ô thôi được rồi, mãn kinh rồi, khỏi cần mổ. Dạ thưa quý vị, đó là lý do tại sao. Và cũng may thôi, nếu mà quý vị đã đến thời kỳ mãn kinh và những cái biểu sơ của dạ con đó nó vẫn còn đó và nó nhỏ dần đi, thì quý vị không đáng lo và không nên vội vã mà quyết định mổ. Thành ra nói chung thì những cái siêu âm đó nó sẽ cho cái sự cho quý vị và người bác sĩ một cái lối thoát để quyết định một cách tốt hơn. Và tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, rất nhiều người bác sĩ dùng CT scan để mà chụp hình để xem cái biếu nó lớn hơn hoặc là như thế nào đó. Và tôi thấy rằng có những cái trường hợp gửi đến cho chúng tôi thấy làm CT scan thì tôi rất là ngạc nhiên, tại vì siêu âm là một cái phương pháp mà được truy tầm ung thư cũng như là biếu lành của buồng trứng cũng như dạ con một cách rất là hiệu nghiệm, tại vì chúng ta có thể để cái cây vào trong âm đạo của quý vị và như vậy cái cây đó nó nằm áp sát vào cây dạ con cũng như là những cái bộ phận buồng trứng của quý vị, do đó họ thấy rất là rõ và thường thường không cần đến CT scan. Và chắc có lẽ là phần cuối của chúng ta, tôi cũng một lần nữa nói tóm lại cho quý vị. Thưa quý vị, biếu của buồng trứng trong thận, biếu một khi khám phá biếu, khi người bác sĩ sản phụ khoa khám phá một cái biếu, không bất cần là ở trong dạ con hay là ở buồng trứng, tại vì khi khám không thể nào phân biệt được dạ con với lại buồng trứng, nhiều khi nó nằm rất gần nhau, anh Timothy. Thành ra không có cách nào để biết cái biếu đó là buồng trứng hoặc là cái biếu đó của dạ con. Sau khi siêu âm xong thì họ sẽ nói cho quý vị, thứ nhất kích thước của cái biếu nếu có, cái thứ hai nữa là cái biếu đó nó là biếu đặc hay là biếu lỏng hoặc là biếu mà có nửa đặc nửa lỏng. Cái thứ tư mà chúng ta nên quan tâm là cái kích thước của cái biếu. Cái biếu càng nhỏ thì chúng ta còn thời gian để mà theo dõi, còn biếu lớn trên 3 cm tôi nghĩ là nó không có lý do gì hiện nay để mà không truy tầm nó một cách tận tình hơn qua cái nội soi ở trong bụng. Dạ thưa bác sĩ, nếu vậy
em thấy là cũng có một số, đa số là những cái biếu là nó không tốt, và cũng có một số biếu là nó cũng rất là đơn giản. Vậy nếu mà những người phụ nữ mà sau cái trong thời kỳ mãn kinh hoặc là sau thời kỳ mãn kinh mà người ta đi khám bệnh nhiều hơn thay vì một năm một lần như vậy thì có giúp cho để mình phát hiện ra nhiều hơn không ạ? Câu hỏi rất là hay. Chúng ta nên có khám thường xuyên hơn là mỗi năm một lần hay không? Thưa quý vị, thường thường khi mà chúng tôi khám phá quý vị có biếu, thí dụ như là biếu buồng trứng đi, thì thường thường nếu mà quá một cái khổ nào đó, chúng tôi khuyên là nên làm nội soi ngay, tức là trên 3 cm. Nếu dưới 3 cm, tùy theo cái diễn tả của cái bản ghi nhớ siêu âm, nếu họ thấy rằng nó chỉ là nước không và có vẻ là nó không có những cái yếu tố mà làm cho họ nghĩ rằng cái đó nó là một cái ung thư, thì thường thường tôi cũng rất là thận trọng, có thể siêu âm lại sau 3 tháng hoặc là 6 tháng. Đó là những cái biếu đặc thì chúng tôi quay trở lại 6 tháng. Còn những cái biếu mà nhất là biếu dạ con thì 6 tháng trở lại. Còn những cái biếu của buồng trứng thì thường thường nếu mà nhỏ lắm đó, quý vị, thì chúng tôi vẫn theo dõi như thường. Nhất là những cái biếu nào nó trong suốt thì thường thường 1-2 cm có lẽ chúng tôi sẽ chỉ theo dõi thôi. Yeah. Trừ khi những kết quả thử máu cho thấy cái đó nó nhiều khả năng là ung thư. Và như rất cảm ơn bác sĩ, tuy là bác sĩ rất bận rộn nhưng mà đã bỏ rất nhiều thời gian đến đây để giải quyết những thắc mắc cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong 2 tuần tới, tức là ngày 21 tháng 6, chương trình trực tiếp từ 2 giờ đến 3 giờ. Và chúc cho bác sĩ cũng như tất cả quý vị khán giả một ngày an lành và hạnh phúc. Xin mời bác sĩ có lời chào đến quý vị khán giả. Cảm ơn Timothy, cảm ơn quý vị khán thính giả là Leo Psycho TV. Một lần nữa bác sĩ Trường Hiệp xin kính chào quý vị và sẽ trở lại quý vị với quý vị trong 2 tuần nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.